Minh Thư xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang đến với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày. Hôm nay Minh Thư sẽ vào bếp để làm một món ăn rất hấp dẫn, chiêu đãi cho gia đình và bạn bè. Món ăn này vừa nhanh chóng, đơn giản mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng và vô cùng thơm ngon. Với rất nhiều cách làm và biến tấu, nhưng mà hôm nay Minh Thư xin giới thiệu một cách làm rất đơn giản và lại tốt hơn cho sức khỏe. Không cần chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ mà chúng ta vẫn làm ra được một món ăn vô cùng thơm ngon và lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Minh Thư xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng tham khảo món bì cuốn chay ngày hôm nay nha. Đây là toàn bộ nguyên liệu Minh Thư đã bày biện ra đây hết rồi. Minh Thư dùng ở đây là một củ cà rốt 200g, hai củ sắn này là 400g, hai củ khoai lang cũng 400g luôn, thêm một bìa đậu phụ và một chén gạo Minh Thư đã rang cho vàng rồi. Minh Thư dùng ở đây là gạo lứt, quý vị mình không có thì có thể là dùng gạo trắng bình thường. Thêm vào 80g bún lứt, quý vị có thể thay bằng miếng hoặc là bún tàu. Và thêm bánh tráng để cuốn bì. Phần rau thì Minh Thư có là rau xà lách. Và phải có là rau thơm thì nó mới ra được cái món bì cuốn chay. Thêm vào là ớt, chanh và bất cứ loại rau gì mà quý vị mình thích nhé. Giờ với cái bìa đậu phụ này có trọng lượng là 500g, Minh Thư sẽ đi sắt cho thành từng cái lát mỏng. Ở đây Minh Thư dùng là cái loại đậu hũ không có biến đổi gen. Quý vị mình nên sử dụng loại đậu hũ không biến đổi gen hoặc là đậu hũ hữu cơ đó, thì chúng ta nên sử dụng như vậy để tốt hơn cho sức khỏe của mình. Và Minh Thư sẽ sắt để cho cái miếng đậu hũ của chúng ta nó thành từng cái bảng, nó lớn lớn như vậy. Tí nữa thì mình đem mình chiên vàng rồi mình sẽ sắt sợi ra, thì cái sợi đậu hũ nó dài dài, khi trộn thì nó sẽ không có bị nát, nó sẽ ngon hơn. Với cái miếng đậu hũ này thì Minh Thư sẽ chia làm 4 miếng mỏng hơn một chút. Với rau củ Minh Thư sẽ đi gọt vỏ, rồi rửa sạch hết những cái loại củ và loại rau của chúng ta để cho nó ráo nước. Với củ sắn và củ cà rốt cũng như là khoai lang, Minh Thư sẽ bào hết cái lớp vỏ bên ngoài và rửa qua với nước muối rồi rửa lại vài lần với nước sạch để cho rau củ của chúng ta được sạch nhé. Tiếp theo với phần hủ tiếu lứt, Minh Thư sẽ bắt một xoong nước sôi rồi cho hủ tiếu lứt vào và luộc trong vòng khoảng từ 5 cho đến 7 phút cho đến khi hủ tiếu lứt chín mềm, nhưng mà đừng có luộc cho nó chín rục quá nhé quý vị. Chỉ là vừa chín mềm và cọng còn hơi dai một chút là được. Món này quý vị mình cũng có thể thay hủ tiếu lứt bằng bún tàu hoặc là miếng phú hương, miếng đậu xanh đều được. Sau khi luộc khoảng 7 phút thì cọng hủ tiếu của Minh Thư đã được rồi. Giờ Minh Thư sẽ vớt ra, xả qua 1-2 lần với nước lạnh rồi để cho cọng hủ tiếu của Minh Thư được ráo. Đây là cọng hủ tiếu lứt Minh Thư sau khi luộc chín đã rửa qua với lại nước lạnh rồi. Giờ thì Minh Thư sẽ cho ra một cái tô và cho vào trong này một muỗng canh dầu ăn rồi trộn đều lên để cho những cọng hủ tiếu lứt của chúng ta không dính vào với nhau. Với phần miếng hoặc là bún tàu, chúng ta chỉ cần ngâm trong nước sôi trong vòng khoảng vài phút cho đến khi miếng nó nở ra và nó chín mềm là được. Sau đó chúng ta sẽ vớt ra, xả qua một lần với nước lạnh để cho ráo nước, rồi chúng ta cũng cho một muỗng dầu ăn vào, xóc đều để cho những sợi miếng của chúng ta không dính vào với nhau. Cũng làm giống như là phần hủ tiếu lứt này, nhưng mà hủ tiếu lứt thì nó lại lâu chín hơn, cho nên là phải luộc trong vòng khoảng 5 đến 7 phút ở trên nước sôi thì cái cọng hủ tiếu của chúng ta nó mới chín mềm nhé. Cọng hủ tiếu hơi dài nên Minh Thư dùng kéo cắt cho ngắn ra một chút. Với phần rau củ này Minh Thư đã sơ chế, gọt vỏ, rửa sạch và rửa qua một lần với nước muối rồi. Giờ thì Minh Thư sẽ bào củ cà rốt ra thành từng sợi, bào cho sợi hơi dài một chút xíu, đừng có bào cho ngắn quá. Cái củ cà rốt ngày hôm nay thì Minh Thư dùng có trọng lượng là 200g, củ cũng trung trung chứ cũng không có nhỏ nha quý vị. Bào xong cà rốt thì Minh Thư sẽ để riêng ra. Tiếp theo với phần khoai lang, Minh Thư cũng sẽ bào thành từng sợi, bào khoai lang thành từng sợi hơi dài một chút.
với hai củ khoai lang này thì Minh Thư cân được là 400 gram đó quý vị. Món này Minh Thư thấy dùng khoai lang rất là ngon luôn đó cô bác anh chị. Làm xong thì món ăn của chúng ta sẽ có cái vị ngọt và hơi bùi bùi, và kết hợp với thánh gạo cũng có độ bùi và mùi thơm thì sẽ khiến cho món ăn của chúng ta ngon hơn là dùng với những cái loại củ khác. Sau khi mà bào xong khoai lang rồi, Minh Thư cũng để riêng ra. Giờ với phần củ sắn, củ sắn thì Minh Thư sẽ không có bào mà Minh Thư sẽ đi sắc thành từng lát mỏng. Dùng một con dao bén thì chúng ta sẽ dễ lạng củ sắn thành từng lát mỏng hơn. Sau khi mà sắc thành từng lát mỏng rồi thì Minh Thư sẽ sắp những cái lát mỏng này lại với nhau rồi sau đó sắc thành từng sợi nhuyễn. Chúng ta sắc như vậy thì sợi củ sắn nó sẽ được thành những cái sợi dài, nó dẻo dai hơn, nó không có bị gãy. Còn nếu chúng ta bào thì sợi củ sắn nó rất là lớn, nó dễ bị gãy lắm. Trong lúc mà chúng ta xào nó bị gãy vụn thì món ăn của chúng ta nó không có ngon, không còn hấp dẫn nữa. Sau khi bào củ sắn xong, Minh Thư sẽ để riêng từng thứ ra nhé. Sơ chế xong thì Minh Thư sẽ đi nấu mắm để ăn bì. Đầu tiên là Minh Thư sẽ cho vào trong son một muỗng canh đường. Rồi tiếp theo chờ cho đường nó hơi tan ra một chút. Do đường của Minh Thư dùng nó có màu rồi đó, cho nên là Minh Thư sẽ cho nước vào trong này luôn. Minh Thư cho khoảng là một chén rưỡi nước và dùng khoảng là 2-3 người ăn đó quý vị. Còn nếu mà quý vị mình dùng mà đường nó không có màu thì mình hãy thắng cho đường nó ra màu cánh gián một chút xíu rồi mình hạn đổ nước vào nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ nêm nếm nước mắm của mình cho vừa hợp với khẩu vị và để cho nước mắm của chúng ta nó có vị hơi mặn mặn, ngọt ngọt nhé quý vị. Minh Thư sẽ nêm vào trong này một muỗng canh đường, nửa muỗng canh muối và nửa muỗng canh nước tương thực dưỡng tamari để cho nước mắm của chúng ta có màu đẹp hơn. Quý vị có thể thay nước tương thực dưỡng tamari bằng nước tương bình thường nếu như mình không có, và mình nêm nếm để cho vừa hợp với khẩu vị của mình nhé. Minh Thư sẽ nấu cho nước mắm của chúng ta sôi thật là kỹ để cho đường được tan hoàn toàn. Sau khi mà đường đã tan hoàn toàn rồi, Minh Thư sẽ tắt bếp và để yên nước mắm của chúng ta ở đây cho thật là nguội. Giờ Minh Thư sẽ bắt một cái chảo sau lòng lên bếp và cho vào trong này một lượng dầu ăn hơi nhiều một chút. Chờ cho dầu nóng lên, Minh Thư sẽ cho khoai lang vào và chiên cho khoai lang của chúng ta được vàng. Chỉ cần chiên cho khoai lang của chúng ta vàng chín là được rồi. Không cần chiên cho khoai lang giòn quá đâu nhé quý vị. Chỉ là khoai lang vàng nó teo lại và nó chín là được rồi. Chúng ta sẽ vớt ra. Tại vì khoai lang mà mình chiên giòn thì khoai lang của chúng ta nó sẽ bị khô và rất là cứng. Tí nữa mình đem trộn bì thì nó sẽ cứng và món ăn của chúng ta không có ngon. Chỉ chiên cho khoai lang chín vàng thì tí nữa món ăn của chúng ta nó sẽ có được cái độ bùi ngọt ngon lắm quý vị. Lúc này Minh Thư chiên khoai lang ở mức lửa vừa thôi, không có để lửa lớn, để cho khoai lang của chúng ta có thời gian nó được chín đều. Chiên cho đến khi cọng khoai lang của chúng ta chín và vàng như vậy là được nè. Minh Thư sẽ vớt ra. Lúc này cọng khoai lang còn hơi mềm một chút chứ không có cứng đâu. Lần lượt Minh Thư sẽ chiên từng mẻ khoai lang như vậy cho đến hết nhé. Sau khi mà chiên khoai lang xong rồi thì Minh Thư sẽ cho tiếp cái phần đậu hũ vào trong cái chảo dầu này mình chiên luôn. Và chiên để cho đậu hũ của chúng ta vàng đều các mặt là được. Không có khô quá, chỉ là chiên cho vàng mặt là Minh Thư sẽ vớt ra. Rồi lần lượt là Minh Thư sẽ chiên cho hết cái phần đậu hũ của Minh Thư nha. Món này có rất là nhiều biến tấu, có thể ăn kèm với nhiều loại topping khác nhau. Nhưng mà ở đây Minh Thư chỉ cần dùng đậu hũ là đã thấy ngon rồi. Chiên đậu hũ xong thì Minh Thư sẽ bắt một cái chảo khác lên bếp, cho vào trong chảo là một muỗng canh dầu ăn. Chờ cho dầu nóng lên, Minh Thư sẽ cho cà rốt vào và xào cà rốt trong vòng khoảng nửa phút để cho cà rốt hơi tái một chút. Do cà rốt chúng ta đã bào sợi cho nên là cà rốt rất là nhanh chín luôn, và xào trong vòng nửa phút là cà rốt của chúng ta nó sẽ tái màu. Như vậy là được nè quý vị. Minh Thư sẽ cho tiếp củ sắn đã sắc nhỏ vào. Trộn đều lên và Minh Thư sẽ tiếp tục xào củ sắn và cà rốt cho đến khi củ sắn và cà rốt của chúng ta được chín.
Xào cho củ sắn và cà rốt của chúng ta được chín thôi, chứ không có chín mềm nhé quý vị, chỉ vừa chín thôi là được. Lúc này Minh Thư cũng để mất lửa vừa luôn. Xào một chút xíu là củ sắn và cà rốt của chúng ta nó đã chín rồi. Rồi củ sắn cũng bắt đầu nó trong, thì Minh Thư sẽ nêm nếm gia vị vào trong này nhé. Ở đây củ sắn của chúng ta đã ngọt rồi, cho nên là Minh Thư chỉ cần là cho thêm vào khoảng một muỗng cà phê muối. Hoặc là quý vị cũng có thể nêm nếm cho vừa hợp với khẩu vị của mình nhé. Ở đây thì Minh Thư nêm nếm cho nó hơi lạc một chút xíu, tại vì tí nữa là mình có ăn với mắm đó, cho nên là không có nêm mặn đâu nha quý vị. Và Minh Thư nêm khoảng một muỗng cà phê muối là được rồi. Rồi Minh Thư tiếp tục là xóc đều lên và xào cho đến khi cà rốt và củ sắn của chúng ta chín hoàn toàn. Như thế này là Minh Thư thấy được rồi nè quý vị. Giờ Minh Thư sẽ tắt bếp luôn. Giờ chúng ta sẽ đi trộn bì chay. Minh Thư sẽ cho hủ tiếu lứt ra một cái thau lớn. Tiếp theo Minh Thư sẽ cho vào trong này 2 muỗng canh thính gạo, là cái phần gạo rang lúc ban đầu Minh Thư đã giới thiệu ở trong phần nguyên liệu đó. Đem đi xay cho thật mịn rồi rây qua một lần nữa để thu được cái hỗn hợp thính gạo mịn nhé. Rồi trộn đều lên để cho hủ tiếu lứt được phủ đều thính gạo. Trộn cho thính gạo được bám đều vào trong hủ tiếu lứt. Sau đó Minh Thư sẽ cho tiếp phần rau củ đã xào chín vào. Nhìn vậy chứ rất là nhiều luôn đó quý vị ơi. Vì vậy thì Minh Thư sẽ cho ra một cái thau hơi lớn một chút thì nó mới đủ. Tiếp theo là Minh Thư sẽ cho tiếp phần khoai lang đã chiên vàng vào. Nếu mà cái sợi khoai lang của chúng ta nó dài quá thì quý vị hãy cắt cho nó ngắn lại một chút xíu nhé. Rồi topping của chúng ta còn có thêm đậu hũ. Đậu hũ mà hồi nãy Minh Thư đã đem đi chiên vàng đó. Giờ Minh Thư sẽ sắc ra theo chiều dài thành từng cái que. Sắc thành từng que vừa ăn, to nhỏ là tùy ý thích của mình. Món này chúng ta có thể thêm nhiều topping và có rất là nhiều cái topping để ăn kèm, ví dụ như là tàu hũ ki hay là sườn non chay. Nhưng mà ở đây Minh Thư thấy là chỉ cần dùng đậu hũ thôi thì món ăn của chúng ta cũng đã trở nên rất là ngon và hấp dẫn rồi. Đây là một cái phiên bản rất là đơn giản, dễ làm, là phiên bản cơ bản nhất. Chúng ta có thể làm bì cuốn chay với những nguyên liệu như thế này vẫn ra được một món ăn vô cùng thơm ngon. Không cần cầu kỳ trong khâu chuẩn bị nguyên liệu, có thêm nhiều thì càng ngon, còn không thì như thế này là đã đủ ngon lắm rồi. Đây, sau khi cho đầy đủ topping vào thì đã trở nên rất là nhiều luôn nào quý vị, một thau đầy luôn. Và cái khẩu phần này chúng ta có thể làm cho 5 người ăn luôn đó quý vị ơi, rất là nhiều. Minh Thư sẽ trộn sơ lên một chút xíu để cho những cái nguyên liệu của chúng ta được đều vào với nhau một chút. Và trộn nhẹ nhàng thôi để cho những cái cọng đậu hũ của chúng ta nó không có bị gãy nhé. Chủ yếu là trộn để cho hủ tiếu lứt và rau củ được trộn đều với nhau. Sau đó là Minh Thư sẽ nêm nếm thêm một chút gia vị nữa. Minh Thư nêm vào khoảng là một muỗng cà phê muối nữa để cho món ăn của chúng ta nó được vừa miệng hơn. Rồi tiếp theo Minh Thư sẽ trộn vào đây là 2-3 muỗng canh thính gạo. Cứ trộn từ từ nhé quý vị, trộn từng lớp. Trộn lớp trên xong thì Minh Thư sẽ xóc cái lớp dưới lên. Rồi trộn vào thêm khoảng 1-2 muỗng canh thính gạo nữa. Trộn hơi nhiều thính gạo một chút xíu để cho món ăn của chúng ta thêm thơm ngon hơn. Ở đây Minh Thư dùng với cái nguyên liệu này thì Minh Thư dùng là 5 muỗng canh thính gạo đó quý vị. Giờ chúng ta chỉ còn trộn đều rau củ của chúng ta lên thôi. Nếu mà thích quý vị mình có thể thêm vào một chút xíu bún tàu cũng rất là ngon luôn. Bún tàu chúng ta có thể ngâm nước sôi một lúc khoảng vài phút rồi đem trộn chung vào cũng rất là ngon. Trộn xong rồi nè quý vị, rất là nhanh. Giờ thì chúng ta sẽ đi cuốn bì nhé.
Món này chúng ta có thể vừa ăn vừa cuốn, hoặc là chúng ta có thể cuốn sẵn một lần luôn cũng được. Ở đây Minh Thư sẽ cuốn mẫu vài cuốn để quý vị mình cùng xem. Bánh tráng ở đây Minh Thư dùng là bánh tráng gạo lứt. Và bánh tráng này nó hơi dày hơn những cái loại bánh tráng khác một chút. Chúng ta bôi một lớp nước mỏng lên trên bánh tráng để cho bánh tráng mềm ra một chút xíu. Rồi tiếp theo là Minh Thư sẽ cho phần rau sống lên. Rau thì quý vị mình có thể dùng những loại rau tùy thích, nhưng mà với món bì cuốn chay thì nhất định là phải có món rau thơm. Cho rau xong thì chúng ta sẽ cho bì chay vào, cho cái cuốn vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá cũng đừng ít quá. Rồi sau đó cuốn một lớp rau trước. Tiếp theo là ém chặt phần bì vào và cuốn cho thật là chặt tay. Món này quý vị mình cuốn chặt tay một chút xíu. Đó, bẻ hai đầu vào với nhau như vậy để cho dễ cuốn hơn. Giờ vừa cuốn chúng ta vừa ép chặt tay để cho cái cuốn bì của chúng ta thật là chặt, thì tí nữa mình cắt ra cái cuốn bì của mình nó sẽ được ngon. Rất là đơn giản, giống như là cuốn chả giò vậy đó quý vị. Vậy là xong một cuốn rồi. Tiếp tục Minh Thư sẽ cuốn những cuốn tiếp theo. Cái bánh tráng gạo lứt này thì nó sẽ dày hơn bánh tráng bình thường, cho nên là xoa một lớp nước mỏng và đều bánh tráng. Rồi sau đó để cái mặt bóng của bánh tráng ra ngoài, lật cái phần mặt nhám của bánh tráng vào trong để mình cuốn cho được đẹp hơn. Tiếp theo là Minh Thư sẽ cho rau sống vào. Minh Thư thích dùng xà lách, cho nên là Minh Thư cho nhiều xà lách một chút xíu. Cho thêm vài cọng diếp cá và một ít rau thơm. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ lớp bì vào phía dưới lớp rau. Mục đích là để chúng ta sẽ cuốn cái phần rau trước, rồi sau đó cuốn bì tiếp theo thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái bì cuốn của chúng ta nó được chặt tay nó đẹp hơn nhé quý vị. Trước tiên là Minh Thư sẽ cuốn phần rau trước nè, cuốn một lớp. Sau đó lớp thứ hai chúng ta mới cuốn phần bì chay. Và bẻ hai đầu vào thì rất là dễ cuốn. Bánh tráng gạo lứt này Minh Thư thấy rất là dễ cuốn luôn. Bánh tráng rất là chắc và dai đó quý vị. Rồi vừa cuốn vừa ép cho thật là chặt tay. Cuốn nhanh lắm, không có lâu đâu quý vị ơi. Chỉ một chút xíu là đã xong rồi. Và tương tự như vậy thì Minh Thư sẽ đi cuốn cho hết nhé. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Minh Thư bày biện ra đĩa, trang trí thêm một ít rau thơm là đã thấy một đĩa bì cuốn chay trông vô cùng hấp dẫn và bắt mắt rồi. Minh Thư sẽ cắt ra để cho quý vị mình cùng xem bên trong nè. Cuốn rất là chặt luôn. Và những cái nguyên liệu của chúng ta rất là chặt, rất là đẹp. Không có bị rơi ra ngoài. Rất là dễ dàng. Và chúng ta đã làm xong ngay một món bì cuốn chay vô cùng hấp dẫn, lại rất là đơn giản trong khâu chuẩn bị nguyên liệu nữa. Và đây là chén nước chấm.
Minh Thư sẽ để cho nước mắm của chúng ta nguội hoàn toàn, rồi sau đó bằm một ít ớt và cho vào trong như thế này là được. Nếu nước mắm thích có vị chua chua ngọt ngọt thì quý vị cho thêm vài giọt chanh. Còn nếu mình thích nước mắm ngọt không á, thì mình chỉ dùng nước mắm như vậy là được rồi. Món bì cuốn chay của chúng ta có hương vị vô cùng đặc sắc và thơm ngon khó cưỡng, vừa dai dai vừa giòn giòn. Rau củ thanh ngọt tự nhiên kết hợp với thính gạo, bùi bùi mà thơm lận. Chấm một miếng vào trong chén nước chấm chua ngọt đậm đà, rồi cắn một miếng là trọn hương vị tuyệt ngon của món bì cuốn chay. Minh Thư xin chúc quý cô bác, anh chị và các bạn thật ngon miệng với món ăn chay ngày hôm nay nhé. Nếu video này bổ ích, quý cô bác, anh chị và các bạn hãy like video để động viên tinh thần cho Minh Thư ra được nhiều video mới hay hơn, hấp dẫn hơn. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày thì hãy nhớ đăng ký kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày để đồng hành cùng Minh Thư trong những món ăn chay ngon và những món ăn bổ ích tiếp theo nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.